Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Đảng có thể lấy lại tính chính danh bằng cách lắng nghe tiếng nói bất động. Ngày 9 tháng 9, blog Lê Quốc Quân trên VOA Tiếng Việt bình luận bất đồng chính kiến tại sao không. Tác giả cho hay, ở Hoa Kỳ có thể gặp người bất đồng chính kiến nhan nhãn ngoài đường khi số lượng những người bất đồng với chính phủ vượt quá 45%. Đó là lúc khả năng thắng cử nghiêng về phía đảng đối lập tác giả đề cập đến việc em Chu Ngọc Quang Vinh bị công an mời lên làm việc vì những chia sẻ của mình trên Facebook, cũng như việc cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao mới đây đã gửi tâm thư lên Tổng Bí thư Tô Lâm để kêu gọi thay đổi thể chế chính trị. Và đây là hình bài trên blog Lê Quốc Quân VOA. Tác giả nhắc đến người bất đồng chính kiến với chính quyền Mỹ tên là William Thomas. Ông ngồi trong chiếc liều ở công viên Lafayette đối diện với tòa Bạch Ốc và biểu tình chống lại chính sách chiến tranh của chính phủ Mỹ liên tục trong suốt 25 năm cho đến khi qua đời vào năm 2009. Còn tại Việt Nam, tác giả cho biết, những người bất đồng chính kiến bị canh gác cả trong đời thực và trên không gian mạng. Đảng thường xuyên sử dụng các điều khoản như điều 109, điều 331 của Bộ luật hình sự hoặc tội trốn thuế hay luật an ninh mạng làm công cụ để đàn áp tiếng nói bất đồng. Tác giả nhận xét Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rằng, bất đồng chính kiến ở Việt Nam là thách thức tính chính danh của Đảng và là nguồn cảm hứng cho những sự thay đổi lớn lao. Nếu như ngày càng có nhiều tiếng nói như bạn Quang Vinh bổ sung vào một số nhà hoạt động khác đã bị chính quyền bắt giữ thì lớp trẻ sẽ liên tục được nhận thức đầy đủ về sự thật và điều này làm suy giảm niềm tin của công chúng, đặc biệt của giới trẻ vào Đảng. Tác giả đánh giá những tiếng nói này đã phá vỡ sự kiểm soát thông tin, phơi bày ra các vấn đề mà chính quyền đang cố tình che giấu hoặc đang tuyên truyền. Đồng thời, các bài viết phản biện cũng kích thích sự phản kháng, truyền cảm hứng cho các phong trào phản đối rộng lớn hơn, kêu gọi cộng đồng tham gia vào các cuộc biểu tình hoặc hành động chống đối chính phủ, cụ Nguyễn Đình Bình. Tác giả nhận định, những tiếng nói như em Quang Vinh hay ông Nguyễn Đình Bình sẽ thúc đẩy sự nhận thức rộng rãi của dân chúng và tạo nên áp lực cho chính quyền cũng như gây ra xung đột giữa các nhóm cứng rắn và mềm mỏng bảo thủ và cấp tiến dân chủ và độc tài trong việc ra quyết định chính vì vậy đảng đã tìm mọi cách để bóp chết những tiếng nói bất đồng từ rất sớm vì lợi ích của đảng ai không hài lòng với đảng thì đó là chống nhà nước tác giả nêu câu hỏi tại sao đảng không đặt vấn đề ngược lại có phải vì yêu nước nên công dân mới có tiếng nói bất động hay không? Vẫn theo tác giả, nếu đảng có một cách tiếp cận khác thì không sợ chuyển người dân lên tiếng, bày tỏ quan điểm ngược với đảng. Sự can thiệp của chính phủ vào những sinh hoạt tinh thần được công nhận của công dân chỉ thể hiện đó là một chính phủ yếu kém và có vấn đề. Sự đàn áp của đảng duy nhất cầm quyền lên những công dân bé nhỏ chỉ càng làm cho đảng mất uy quyền hơn. Tác giả cho rằng đảng cũng có thể tự lấy lại tính chính danh của mình, cũng truyền được cảm hứng thay đổi cho toàn thể nhân dân. Nếu đặt lợi ích của đất nước, của nhân dân lên trên lợi ích của đảng, bằng cách bắt đầu lắng nghe tiếng nói của nhân dân, kể cả tiếng nói bất động. Đảng có thể đặt lại câu hỏi, có phải vì yêu nước nên mới có tiếng nói bất động hay không? Và coi nó là một phần quan trọng của quyền tự do ngôn luận cho phép phê phán các chính sách hiện hành của đảng và chính phủ. Như vậy, tác giả nhấn mạnh, đảng sẽ giúp cho xã hội duy trì tính đa dạng và khuyến khích đối thoại cởi mở, giúp đất nước phát triển. Ngược lại, nếu tiếp tục đàn áp, đảng sẽ trở thành một lực lượng đối lập và sẽ bất đồng với toàn bộ nhân dân Việt Nam. Tô Tổ Tổng, hung thần của dân, ông trùm của đảng, nhưng là thỏ đế với tập. Mới đây, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA đang tin, Tổng thống Philippines Marcos Che đã chỉnh sửa một bài đăng trên mạng xã hội, trong đó tuyên bố Việt Nam ủng hộ phán quyết trọng tài của nước này ở Biển Đông ngay sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang thăm Manila. Việc báo chí trong nước bị áp lực phải rút bài liên quan việc công an khám xét VNG, một công ty có yếu tố Trung Quốc thì cũng có thể hiểu được, bởi 800 tờ báo trong nước đều chịu sự kiểm soát của Đảng và phải vân lệnh Đảng. Tuy nhiên, với một tổng thống của một nước khác, Đảng Cộng sản Việt Nam không thể dùng quyền lực buộc ông phải sửa bài. Đảng chỉ có thể dùng biện pháp ngoại giao tác động để tổng thống Marcos sửa mà thôi. Và đây là hình bài thông tin trên VOA. Phát ngôn của một vị tổng thống được ví như cử ngũ trí tôm thì không thể nói bừa và cũng không thể bị đặt. Hơn nữa, sự việc có liên quan đến quan hệ ngoại giao thì tổng thống Marcos càng phải cẩn trọng hơn. Nếu tổng thống Philippines bị chuyện thì chắc chắn, phía Việt Nam đã lên tiếng chỉ trích và phản đối. Chuyến thăm của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, đến Philippines vào cuối tháng 8 vừa qua, được đánh giá là nhạy cảm. Bởi khi ông Giang đang ở Philippines, thì tàu Trung Quốc và tàu Philippines có vụ đâm nhau ở Biển Đông. Philippines thời ông Marcos đã tỏ ra rất cứng rắn trước Trung Quốc. Theo một số ý kiến, việc ông Giang thăm Philippines được cho là phe quân đội Việt Nam đang muốn làm ngược lại với ý đồ của ông Tô Lâm. Rất có thể trong chuyến thăm này, ông Phan Văn Giang đã bày tỏ ý kiến như Tổng thống Marcos ngỏ lời cảm ơn. Tuy nhiên, sau đó, ông Tô Lâm có thể đã can thiệp thông qua Bộ Ngoại giao để yêu cầu Tổng thống Philippines sửa lời. Bởi theo nguyên tắc, muốn đăng ý kiến của một cá nhân, tổ chức thì phải được sự đồng ý của họ. Cũng theo một số nhận định, chính trường Việt Nam những tháng qua cho thấy đường lối ngoại giao của Tô Lâm và Phan Văn Giang hình như đi về hai hướng ngược nhau. Ông Tô Lâm thì sợ Tàu, còn ông Giang thì tỏ ra thân mỹ hơn. Nếu có đề nghị tổng thống Marcos đổi lời thì chỉ có thể là phe sợ mất lòng Tàu. Nói chung, tác động để tổng thống Marcos sửa lời là người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam vì sợ mất lòng Trung Quốc. Rõ ràng ông Tô Lâm đang sợ Trung Quốc chẳng khác nào chuột sợ mèo. Với thái độ của Tổng Bí Thư như thế, thì giấc mơ thoát tàu gần Mỹ sẽ chỉ là giấc mơ hảo huyền mà thôi. Trong những năm qua, ông Tô Lâm đã chứng tỏ cho dân Việt thấy rằng ông chính là hung thần. Công an như kiêu binh, bắt người vô tội vạ, bắt người không cần lệnh của tòa án, vân vân. Không những vậy, ông Tô Lâm còn chứng tỏ với đồng chí của ông rằng ông là người dám làm tất cả, là người có sức mạnh, không ai có thể kiểm soát được là ông trùm thực sự của đảng, cứng với dân, nhưng Tô Lâm lại mềm yếu trước tập cận bình. Giờ đây, nghe nhắc đến quân của Tô Lâm, không chỉ người dân mà giới lãnh đạo cũng phải sợ hãi. Nói chung, với cả dân và đảng, Tô Lâm là người đáng sợ. Tuy nhiên, với Tập Cận Bình, thì Tô Lâm lại tỏ ra là thỏ đế, không hề dám trái ý. Muốn đất nước độc lập, trước hết phải độc lập về chính trị, Tuy nhiên, từ sau năm 1990, tất cả các đời tổng bí thư đều tự chấp nhận thân phận bề tôi, họ luôn lo sợ và tự nhắc nhở bản thân là phải biết ăn ở sao cho phải đạo với Trung Nam Hải. Như vậy, còn lâu lắm đất nước này mới có được độc lập đúng nghĩa. Đúng là sau khi Tô Lâm lên ngồi, Đảng đã có những bước đi gần hơn với Mỹ, nhưng các bước đi ấy rất rón rén, trong phập phòng lo sợ sợ Trung Nam Hải không vừa lòng. Thỏ đế như vậy thì làm sao dẫn dắt đất nước này tiến lên? Thỏ đế thì chỉ muốn ẩn nấp, tìm sự an toàn cho chính mình mà thôi. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Tổng hung thần của dân, ông trùm của đảng, nhưng là thỏ đế với tập. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Facebook, và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.